cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Hồ Thị Tuyết, trưởng bộ môn huyết học trường Đại học Y Dược Cần Thơ để có được những hiểu biết cụ thể hơn. Thưa bác sĩ Hồ Thị Tuyết, đối với cuộc sống hiện đại ngày nay thì đối với một bữa ăn chúng ta sẽ có nhiều dinh dưỡng hơn, bữa ăn phong phú đa dạng hơn. Tuy nhiên là nhiều người lại bị thiếu máu thiếu sắt nhiều hơn nữa. Không biết là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, tình trạng thiếu máu thiếu sắt là do đâu? Dạ, kính thưa quý khán giả, thiếu máu thiếu sắt là một trong những bệnh lý mà rất là phổ biến hiện nay và được đưa vào cái chương trình can thiệp quốc gia. Thì tại sao mà thiếu máu thiếu sắt? Thì khi mà như đã trình bày ở các phần trước, máu trong đó có tế bào gọi là hồng cầu. Hồng cầu được tạo ra từ chất sắt, vitamin, trong đó vitamin B12 và một số chất khác. Thì như vậy sắt có đóng vai trò trong cái tạo hồng cầu. Nếu mà chúng ta không có ăn đủ chất sắt hoặc là chúng ta sử dụng quá nhiều thì sao sẽ bị thiếu chất sắt. Thì tại sao mà ăn không đủ hoặc là sử dụng quá nhiều thì có một số đối tượng, ví dụ như là trẻ em, chúng ta cho ăn không có đủ dinh dưỡng, ăn dặm không đúng cách thì rất dễ bị thiếu chất sắt. Thứ hai là phụ nữ là sử dụng tăng cái nguồn sử dụng chất sắt bởi vì có chu kỳ kinh. Thứ hai nữa là phụ nữ mang thai thì phải cung cấp thêm cho vào thai và nuôi con sau này, cho nên đó là hai cái đối tượng mà tăng cái nhu cầu sắt. Và nếu chúng ta không có cung cấp đủ thì chúng ta sẽ bị thiếu máu thiếu sắt. Đối với bệnh thiếu máu thiếu sắt, nếu như không được điều trị kịp thời thì sẽ có những tác hại như thế nào đối với sức khỏe của người bệnh ạ? Và cái tác hại đối với thiếu máu thiếu sắt đối với các bệnh nhân, đối với phụ nữ đó, thì cái thiếu máu thiếu sắt nó có thể làm cho giảm khả năng lao động. Người lúc nào cũng thấy mệt mỏi và mình không có muốn làm việc gì hết. Còn đối với phụ nữ mang thai mà thiếu máu thiếu sắt thì có thể gây ra những cái tai biến sản khoa. Ví dụ như băng huyết sau sanh, ví dụ như sanh non, rồi sanh con bị suy dinh dưỡng, rồi sanh con ra cũng có thể bị thiếu máu, vân vân. Và có thể gây những cái tai biến sản khoa đe dọa đến tính mạng của sản phụ. Còn đối với trẻ con thì cái thiếu máu thiếu sắt nó sẽ ảnh hưởng đến cái tế bào ở trên não, còn có thể làm cho đứa bé bị ngu đần, chậm cái suy nghĩ, cho nên học nó khó. Cho nên đây là một trong những cái vấn đề mà được can thiệp trong chương trình y tế quốc gia. Và để có thể giúp mọi người đề phòng căn bệnh thiếu máu thiếu sắt thì bác sĩ Tuyết có những lời khuyên như thế nào? Hiện nay thì chúng ta có chương trình dự phòng thiếu máu thiếu sắt quốc gia. Ví dụ như đối với phụ nữ mang thai thì lời khuyên cho những phụ nữ mang thai thì chúng ta nên sử dụng sắt trong thời kỳ mang thai để đảm bảo đủ chất sắt cho mẹ và cho con. Đối với phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, tức là những chị em mà còn có chu kỳ kinh đó, thì người ta khuyên chế độ ăn giàu chất sắt và có thể bổ sung thêm sắt cho những đứa bé, những trẻ mà đang những đứa trẻ gái tuổi dậy thì. Và đối với những trẻ em ở lứa tuổi dưới 5 tuổi, đặc biệt lứa tuổi từ 6 đến 24 tháng thì phải chú ý theo dõi sát những em này, nếu mà có biểu hiện có thiếu máu thì chúng ta phải bổ sung thêm chất sắt để phòng bệnh cho các em. Chế độ ăn mà giàu chất sắt đó thì thưa quý bà con, sắt có rất nhiều ở trong các loại thịt động vật. Nếu mà chúng ta ăn chế độ ăn thịt cộng với lại rau thì nó sẽ tăng hấp thu chất sắt lên. Đặc biệt nữa là trái cây cũng góp phần rất là tốt cho việc hấp thu chất sắt. Những cái trái cây mà có màu, ví dụ như là đu đủ hay là xoài thì giúp hấp thu chất sắt rất là tốt. Trong cái dinh dưỡng đó, người ta cũng khuyên mình nên đa dạng quá bữa ăn. Có nghĩa là mình nên thay đổi cái món ăn hàng ngày để mà đảm bảo cái dinh dưỡng đầy đủ. Những cái đối tượng ví dụ như phụ nữ mang thai, phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, các chị em trong các em gái dậy thì hoặc là trẻ từ 6 24 tháng, thì những đối tượng này chúng ta nên theo dõi, và nếu mà thấy có biểu hiện da không có được hồng hào thì chúng ta gửi đi xét nghiệm máu để phát hiện ra sớm và thiếu máu thiếu sắt để điều trị. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Tuyết. Thưa quý vị, thiếu máu do thiếu sắt là triệu chứng mà chúng ta có thể kiểm soát và phòng ngừa được hàng ngày nhờ vào việc ăn uống khoa học, bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Và chúng tôi rất mong qua chương trình này, quý vị có thể quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của mình hơn nữa.